Nói chiếc Future X này 300 triệu anh em, không có ai tin luôn. Nhìn những cái món đồ chơi rất là bình thường, lẹn quẹn có mấy món, làm sao được 300 triệu. Bây giờ Huy sẽ cho anh em tin. Đầu tiên là giá trị chiếc xe này ở thời điểm hiện tại sẽ có giá đâu đó, nếu mà đẹp thì sẽ rơi vào khoảng 50 triệu quay đầu. Tiếp đến là cái biển số xe này tư quy chính là cũng cho cỡ khoảng 50 triệu nó thôi, có phải là 100 triệu chưa. Cùm phanh Rambo Rossi có giá là khoảng 55 triệu đồng. Bởi vì cái cùm này rất đặc biệt, so với những cùm phổ thông thì cùm này piston của nó là 18 18, rất là hiếm. Sau đó là cây trợ lực sườn ô liền có giá khoảng hơn 10 triệu đồng. Và phía dàn chân thì sẽ có một con heo Rambo Moto 3 có giá đâu đó gần 40 triệu đồng, đi kèm nó một cái ngắt dầu Stoli có giá khoảng 10 triệu đồng. Cặp mâm CC đến từ thương hiệu X1R có giá khoảng 30 triệu đồng. Phía sau là cây phuộc Nichon có giá đâu đó khoảng gần 40 triệu đồng. Cái đến nữa chưa hết là cây bô Salaya có giá hơn 10 triệu đồng. Tính tổng nãy giờ có phải là đã hơn 300 triệu đồng hay chưa?